Diễn biến mới vụ Declan Rice dành cho MU, Arsenal. Arsenal là một trong những đội bóng quan tâm tới khả năng chiêu mộ Declan Rice. Cầu thủ này có lý do để hứng thú với dự án mới của pháo thủ khi đội bóng này đang thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cả Manchester United cũng được cho là có sự liên kết với Rice trong bối cảnh huấn luyện viên Erik ten Hag muốn bổ sung thêm nhân sự cho tuyến giữa. Mức giá của Rice là không hề rẻ, có thể cán mốc 100 triệu bảng hoặc hơn. Tuy nhiên, có vẻ như pháo thủ sẽ dễ dàng thành công trong thương vụ chiêu mộ Rice hơn. Cụ thể, Football Insider khẳng định đội chủ sân Emirates hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để sở hữu chữ ký của cầu thủ 24 tuổi. Pháo thủ đang ngày càng tự tin vào cơ hội ký hợp đồng với tuyển thủ người Anh trong mùa hè năm nay. Declan Rice được cho là muốn ở lại London và Arsenal là đội duy nhất đang nỗ lực để có được sự phục vụ của tiền vệ này. Rice đã từ chối rất nhiều lần đề nghị hợp đồng tại West Ham và việc bán cầu thủ này dường như là quyết định khả thi nhất. Chê giá đắt đỏ, Arsenal tìm kiếm mục tiêu thay thế Rafinha. Mùa hè năm ngoái, Arsenal theo đuổi sát sao cầu thủ chạy cánh Rafinha. Thương vụ thất bại khi ngôi sao người Brazil quyết định cập bến Barcelona. Tuy nhiên, pháo thủ vẫn tiếp tục dõi theo tương lai của Rafinha. Về phía Barcelona, gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha sẽ tiến hành thanh lọc lực lượng, đẩy đi một số cái tên nhằm giải quyết khó khăn về tài chính. Mùa giải năm nay, Rafinha đóng góp 7 kiến tạo, 7 bàn thắng trong màu áo Barca. Ngôi sao 26 tuổi có kinh nghiệm thi đấu tại xứ sở sương mù khi tỏa sáng cùng Leeds United. Đó được xem là điểm cộng lớn của Rafinha. Chia sẻ với Kimi Sport, nhà báo Dean Jones đưa ra quan điểm: những thông tin về tương lai của Rafinha liên tục xuất hiện thời gian gần đây. Chúng ta không thể chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy ở mùa hè tới. Rafinha không muốn rời Barcelona. Tôi khá chắc chắn về điều đó. Arsenal cố gắng chiêu mộ cậu ấy. Họ muốn có thêm một tiền đạo cánh khi tham dự sân chơi Champions League. Tôi nghĩ Arsenal có khả năng tìm kiếm một mục tiêu thấp hơn Rafinha. Barcelona không muốn bán Rafinha thấp hơn con số 55 triệu bảng. Arsenal vừa lên Chelsea để mua Gabriel Martinelli mới. Tiền đạo 18 tuổi có thể là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón nhiều nhất trên thế giới vào mùa hè năm nay sau khi bùng nổ trong màu Atlético Paranaense. Pháo thủ đã theo dõi đồ kê mùa này và đang xếp một hợp đồng chuyển nhượng cho tiền đạo tài năng. Barca và Chelsea cũng đã theo dõi chặt chẽ tình hình của Roque. Nhưng các nguồn tin của Football Insider cho biết nỗ lực mua Roque của Chelsea có thể bị hủy bỏ vì các vấn đề liên quan đến luật công bằng tài chính của họ. Được biết, Atlético Paranaense đã đặt mức giá 35 đến 40 triệu bảng cho Roque với một số câu lạc bộ châu Âu. Sau khi tận hưởng thành công ở Premier League với một đội hình cực kỳ trẻ, Mikel Arteta vẫn đang tìm kiếm những tài năng mới nổi và có thể bật đèn xanh cho Roque. Trước đó, Arsenal đã ký hợp đồng với Gabriel Martinelli từ câu lạc bộ Brazil Ituano vào năm 2019 và anh đã đạt được thành công vang dội tại Emirates, ghi 33 bàn sau 126 lần ra sân. Bộ phận tuyển trạch của pháo thủ tin rằng Roque có thể tiếp bước Martinelli và coi vấn đề tài chính của Chelsea là cơ hội tốt nhất để họ thực hiện thương vụ này. Arteta tuyên bố cùng Arsenal đánh bại Manchester City. Một lần nữa Arsenal đánh rơi 3 điểm, 3 trận liên tiếp pháo thủ đều bị cầm hòa. Trước mùa Southampton đang trong cuộc chiến trụ hạng, đội chủ sân Emirates liên tục mắc sai lầm và chỉ có thể ra về với tỷ số hòa 3 đều. Trận này Arsenal không có lực lượng tốt nhất. William Saliba chấn thương chưa thể trở lại. Trong khi đó, Granit Xhaka bất ngờ vắng mặt. Arsenal hiện chỉ còn hơn Manchester City 5 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận. Đáng chú ý, Arsenal còn một trận đấu đầu trực tiếp với Manchester City trên sân Emirates. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tự tin nói rằng: tôi không thể chờ đợi, đây là những trận đấu mà bạn muốn ra sân và chiến đấu. Khi mọi thứ đang bị đe dọa, bạn phải đến đó để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho điều đó, chắc chắn là như vậy. Đó là vẻ đẹp của môn thể thao này. Bạn muốn ở vào những vị trí như vậy, chúng tôi sẽ có một chuyến đi thật tuyệt tới Manchester và chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Tôi không hề thấy các cầu thủ mất đi sự tự tin gì cả. Arsenal đã có được yếu tố then chốt để giữ chân Saka. Saka đã tham gia các cuộc đàm phán với Arsenal về việc gia hạn hợp đồng của anh tại sân Emirates một thời gian dài. Nhưng cho đến nay, mọi thứ vẫn chưa được chốt lại. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ngôi sao trẻ này đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới. Watch chia sẻ rằng những gì anh biết về Saka. Bukayo Saka rất muốn bắt đầu sự nghiệp ở Champions League. Cậu ấy yêu Arsenal, nhưng nếu họ không tham dự Champions League thì rất khó để giữ chân Saka vì tài năng của cậu ấy và những gì các câu lạc bộ khác có thể cung cấp cho cậu ấy.
bây giờ họ sẽ có thể làm điều đó, và đó sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán hợp đồng. Đồng thời đó là lý do lớn tại sao thỏa thuận hiện đã được thống nhất về nguyên tắc, mặc dù nó vẫn chưa được ký kết. Arsenal có rất nhiều cầu thủ trẻ, tài năng, và câu lạc bộ này cần giữ họ trải qua những năm tháng đỉnh cao tại St. Mirren. Gabriel Martinelli đã cam kết tương lai với Arsenal, Saka chuẩn bị ký hợp đồng mới và các cuộc đàm phán với William Saliba đang được tiến hành. Newcastle muốn có ngôi sao 25 triệu bảng của Arsenal. Sự nghiệp của Kieran Tierney đã chứng lại trong màu Arsenal. Mùa giải năm nay, hậu vệ người Scotland có vỏn vẹn 5 trận đá chính tại Premier League, có số thống kê ít ỏi so với tài năng nơi Tierney. Ngôi sao 25 tuổi từng có khởi đầu hứa hẹn sau khi cập bến St. Emirates từ Celtic năm 2019 với bản hợp đồng 25 triệu bảng Anh. Tierney hòa nhập nhanh chóng và khẳng định vai trò hậu vệ trái số 1 của Arsenal. Tuy nhiên, vị thế của anh bị lung lay khi pháo thủ chiêu mộ Oleksandr Zinchenko từ Manchester City ở mùa hè năm 2023. Mùa giải năm nay, Tierney đóng vai trò dự bị cho Zinchenko. Điều đó vô hình chung làm dấy lên hàng loạt thông tin liên quan đến tương lai của tuyển thủ người Scotland. Theo The Sun, Newcastle United tự tin chiêu mộ thành công Tierney hè này. Vị trí hậu vệ trái hiện tại của Newcastle United được đảm nhận bởi Dan Burn. Chiếc choi cần bổ sung thêm những tân binh chất lượng trong bối cảnh họ sẽ chinh chiến tại sân chơi Champions League mùa sau. Tierney hứa hẹn sẽ mang đến sự bổ sung chất lượng, sáng giá cho hệ thống phòng ngự của Newcastle United. Đối tác chốt ra 20 triệu bảng, Arsenal muốn có tân binh càng sớm càng tốt. Thời gian gần đây, hàng phòng ngự của Arsenal, cụ thể là vị trí trung vệ, đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu sau khi William Saliba vắng mặt. Vì vậy, đội chủ sân Emirates đã lên kế hoạch giải quyết vấn đề này vào mùa hè tới đây. Một báo cáo được đăng tải trên Team Talk cho thấy, Arsenal đã liên hệ với Dinamo Zagreb về trường hợp của Josip Sutale. Ở tuổi 23, trung vệ người Croatia đã có 6 lần qua đội tuyển quốc gia kể từ khi được ra mắt vào năm 2022. Hiện tại, Sutale đang được đánh giá như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Đáng chú ý, nguồn tin trên cho biết dù Arsenal chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào, thương vụ này có khả năng sẽ sớm được thực hiện. Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ được tăng cường trong những ngày tới đây, với việc Arsenal muốn có được sự phục vụ của Sutale càng sớm càng tốt. Về phần Zagreb, họ được cho là muốn thu về khoảng 20 triệu euro cho sự phục vụ của Sutale, một con số hoàn toàn không thể làm khó Arsenal.